sau khi mình thêm tỏi với hạt, tỏi với sả cho nó thơm. Xong rồi ba gọi nè, mình cắt từng lát nè, mình bỏ vô, mình xào xào cho nó săn, nó thơm. Rồi mình đổ nước vô. Cái này là mình nấu bún mắm đơn giản và cắt ít. Chỉ có thịt ba rọi với tôm. Rất là lẹ ha. Mình nấu đơn giản. Nấu mỗi người tô trong gia đình ăn vậy xong. Mình xào cho nó thơm, nó săn miếng thịt lại rồi bắt đầu mình đổ nước vô. Bây giờ thịt của mình đã săn rồi nè. Thịt mình đã săn lại rồi thì mình cho nước dừa vào luôn. Thơm ghê luôn á. Mình có hai lon nước cổ cồn nè, nấu cho nó lẹ, mình không có nấu chiên. Này nấu cấp tóc ha. Sôi lên rồi chút nữa mình dạo mắm vào. Đây mình cũng có ba trái cà tím, mình cắt ra để mình bỏ vào mắm luôn. Ba trái cà tím ngon ghê. Này là cà tím Việt Nam nè. Cà tím của Mỹ thì nó bự, nó bự mà nó ngắn, nó mập hơn. Nấu bún mắm thì không thể nào thiếu cà tím. Có cà tím vô nó ngon. Đây là keo mắm cá sặc nè. Nó xay sẵn hết rồi, mình không cần phải lược gì hết. Bây giờ mình gỡ ra mình cho vào trong nồi. Mình cho vào trong nồi thì theo ý thích của mình. Mình nấu ít nấu nhiều rồi mình cho vào ha. Cái này nó làm nó xay sẵn hết rồi, nó không có xương gì hết á. Thì mình cho vào cái này là đậm đặc luôn á. Là cái cốt của nó, thịt không, thịt cá. Ít nhiều thì mình cho vào. Ở đây mình cho 4 muỗng. Nêm nếm lại vừa ăn không? Ít nhiều thì mình cho vào ha, mình nêm lại sao? Đây là một bún mắm cắt tóc. Mình cho một ít đường phèn vào trong nồi luôn. Khẩu vị thì tùy ý thích của gia đình của mình ha. Mình nêm nếm lại bọt nè, thì mình vớt cái bọt này mình bỏ đi. Cái bọt của mắm đó, mình cho vào đó, mình vớt, mình bỏ. Cái này là bún mắm. Kế tiếp thì mình cũng có cà tím nè. Cà tím mình cắt dài dài, ngắn ngắn vậy đó. Mình cho vào luôn. Mình nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình của mình. Đây, mình có một nồi bún mắm. Kế tiếp thì mình cũng có một ít tôm. Mình cho vào luôn. Mình
mình có thịt heo quay hay là gì đó mình cho mình trang trí vào trong nồi trong tô á, mình cho kèm vào đó. Vậy là nồi bún mắm của mình đã đinh rồi đó, đã xong. Mình cho ra tô ăn. Đây là mình có rau để ăn bún mắm cũng không có được đầy đủ lắm. Mình có gì ăn nấy ha. Ở nhà làm mà. Mời cả nhà ăn bún mắm. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ngon quá, hấp dẫn quá mọi người ơi. Coi nè, đơn giản. Rất là ngon. Chúc cả nhà nấu bún mắm cho gia đình của mình thơm nè, ngon ghê chưa. Rất là vừa ăn. Xin chào cả nhà. Bye bye.